Vâng, xin chào bạn, mình là Thuận Qua đây. Hôm nay tiếp tục mình lại mang đến cho bạn những kinh nghiệm rất hay ho trong quá trình mình làm việc và gửi đến cho tất cả các bạn. Thì hôm nay thì chủ đề mình mang đến nó khác đi một chút, đó là không phải về AutoCAD nữa, nhưng mà nó cũng liên quan đến trong cái công việc mà trong hàng ngày mình sử dụng và mình thấy nó khá là thuận tiện. Thì mình cũng xin được lưu lại ở trên bằng một video mình lưu lại trên kênh của mình, cũng như là cũng chia sẻ được tới các bạn nếu bạn nào mà chưa biết được cái tính năng này. Thì đây là một cái tính năng khi mình sử dụng, ví dụ trong quá trình mình làm về cái mảng kiến trúc xây dựng ấy, thì mình có làm về cái phần dự toán ở trong công việc của mình. Đấy, sau khi mà chúng ta lên hết cái bản vẽ của mình, sau đó lên về cái phần dự toán chào thầu ấy đối với chủ nhà. Thế thì trong quá trình mình làm dự toán, ví dụ cái phần này mình đang là làm về cái phần dự toán về nội thất. Đấy, thì mình đây là một cái bảng mẫu của mình, thì trong quá trình mình làm mình thấy là có những con số tổng ở đây thì nó rất là nhiều. Thế thì ở trong mục cuối đó là cái mục là bằng chữ này, thì có rất nhiều bạn là ngại gõ cái việc mà từ cái số này chúng ta gõ ra bằng chữ ấy, thì nó mất rất nhiều thời gian. Thế trong quá trình mình làm việc thì mình có rút ra được một cái công cụ. Đấy, mình có phát hiện ra một cái công cụ, đó là chuyển đổi nhanh được cái số này thành cái chữ này mà không cần phải gõ hay là phải động não suy nghĩ gì, mất quá nhiều thời gian đấy, hay có thể bị sai chính tả. Thì có một cái công cụ online rất là hay thì mình cũng xin chia sẻ với bạn ngay sau đây. Đấy, nó là cái link này mình sẽ để ở dưới phần mô tả video để bạn có thể là tiện các bạn vào bạn test thử. Đấy, cũng như là có thể sử dụng vào trong công việc của mình. Đó là bạn cần gõ chuyển đổi số thành chữ. Thì đây là một cái mà trước đây mình không hề mình nghĩ ra nó có cái tiện ích nhưng nó hay như thế này. Đây là tiện ích Bamboo, bạn vào mục cái website tiện ích Bamboo.vn. Đấy, number to text này, số thành chữ này. Đấy, thì ví dụ như là trong cái phần dự toán của bạn, hay một bất kỳ một cái file Word hay một cái file ghi số hợp đồng chẳng hạn, các bạn muốn làm tròn số hợp đồng này, hay một cái con số nào đấy mà bạn muốn chuyển thành chữ nhanh, thì các bạn chỉ việc là ấn Ctrl C cái số đó, sau đó bạn lên gõ cái trang này ra, chỉ cần kết nối internet thôi nhá. Đấy, bạn nhập giá trị số ở đây, thì mình làm đây là một cái tính năng mà mình làm thường xuyên trong công việc của mình. Đấy, nó tiết kiệm rất nhiều thời gian mà các bạn không bị sai chính tả, có thể là gây sự hiểu nhầm cho người đọc hoặc là gây sự thiếu chuyên nghiệp. Đấy, thì phần mềm này nó được tích hợp sẵn rồi, các bạn chỉ cần Ctrl C thôi. Đấy, vào đây là bạn có thể là dán. Đấy, quét cái phần này nào, page 167.967.800 đồng. Đấy, 167.967.800 đồng, và nếu chuẩn dead 100% luôn và rất là nhanh, thấy chưa? Các bạn có thể lưu lại cái trang web này bằng cách là tích vào dấu sao ở đây, bookmark, và có thể là chọn vào cái vùng bookmark toolbar này thì nó sẽ lưu ở bên trên này. Bây giờ ở đây mình đang lưu đầy quá nên là nó bị ẩn cái dấu mũi tên này rồi. Thì bạn có thể là gõ tên cho nó là đổi tiền thành chữ chẳng hạn. Đấy. Đổi số thành chữ chẳng hạn, các bạn có thể ghi tên của nó ở đây và ấn đăng. Đấy, thì trong này nó đã lưu cho mình có cái đổi số thành chữ ở đây rồi. Nếu mình sẽ xóa đi một cái này, xóa đi cái này. Đấy, thì ngay lập tức trên này nó có một cái là đổi số thành chữ, các bạn kích vào thôi là sẽ mở ra cái trang web này rất là nhanh, rất là hay các bạn, được chưa? Đấy, hoặc là các bạn mà dùng AutoCAD, các bạn có thể là dùng những cái phần thống kê, đúng không ạ? Trong cái phần thống kê trong bảng CAD mà bạn muốn chuyển thành chữ chẳng hạn, thì đây là một cái công cụ chuyển đổi online rất là hay. Mình cũng được lưu ở trên cái video này để làm cái kinh nghiệm sau này nhắc mình, sau một thời gian nếu mình có quên nào nữa, mình sẽ tìm lại video này để mình xem lại đấy và tiếp tục dùng lại nó. Hiện tại công việc của mình đang dùng thường xuyên cái tính năng này rất hay. Trước đây mình cứ phải gõ tay rất là chậm đấy, mình cũng không nghĩ là có cái tính năng này rất là hay. Thì một ngày mình tình cờ gõ trên Google thì mình tìm hiểu ra được cái công cụ này, đúng không ạ? Đúng là ngày xưa Bác Hồ một câu rất là hay, là cái gì không biết thì cứ hỏi Google. À, cái gì mà khó làm lâu cũng cứ hỏi Google xem nó công cụ nào nó nhanh hơn không. Thì mình đã tình cờ tìm ra được cái phần mềm này, cái phần mềm online, cái trang web online này. Đấy, các bạn nhớ là tiện ích Bamboo nhé. Cái link này mình sẽ để dưới mô tả video để bạn có thể test luôn. Rất là hay. Thì đây là cái một cái thủ thuật, một kinh nghiệm trong công việc mình muốn chia sẻ đến bạn nào mà đang làm trong lĩnh vực mà tương tự có liên quan thì cũng thể áp dụng cách này. Thôi, dài dòng hơi nhiều rồi thì xin cảm ơn các bạn đã đón xem video, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.